Tại cửa khẩu quốc tế La Lai, bình quân có từ 200 đến 300 lượt phương tiện giao thương hàng hóa mỗi ngày. Nhằm đảm bảo thông thương hàng hóa một cách nhanh chóng, chặt chẽ và đúng quy định, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lai đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết phương tiện xuất nhập cảnh vào các khung giờ khác nhau. Mặt khác, chú trọng phân luồng các phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ và nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa, bố trí nhân sự để tăng thời gian làm việc, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, giám sát và làm thủ tục cho người, phương tiện xuất nhập cảnh theo đúng quy trình. Công ty chúng tôi thì đang hoạt động xuất nhập khẩu than qua cửa khẩu La Lai. Tại đấy thì các lực lượng chức năng đang tạo điều kiện hết sức thuận lợi và để giúp công ty chúng tôi là thông quan và giải phóng hàng hóa một cách nhanh nhất có thể. Các thủ tục hành chính và pháp lý được làm rất nhanh chóng và là thực hiện những cải cách ạ. Từ đầu năm 2023 đến nay, lượng xe xuất nhập cảnh qua cửa khẩu gia tăng gấp 3 lần so với năm 2022. Xe xếp hàng kéo dài thường xuyên khi nhu cầu nhập than từ Lào về Việt Nam tăng cao. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên việc thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, ngày càng thu hút được nhiều doanh nghiệp vận tải đến với cửa khẩu quốc tế La Lai. Thì Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lai thì ngay từ đầu năm thì đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính. Với phương châm là hết việc chứ không hết giờ, thì cán bộ công chức hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lai phối hợp với các lực lượng chức năng thì làm việc xuyên trưa và có thể kéo dài đến 21 giờ đêm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu được thuận lợi. Cửa khẩu quốc tế La Lai là một trong những cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Lào có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và thị trường, tiếp giáp với 4 tỉnh Nam Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Cùng với việc hạ tầng đang dần hoàn thiện, các lực lượng chức năng ở đây rất nỗ lực đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện thông thoáng nhất để hàng hóa được lưu thông một cách thuận lợi, qua đó mở rộng giao thương, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương.